Ôi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop kẹo chì Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0863361321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em. Nhà em thì nhận hàng thì thanh toán, kẹo bên nhà em là cành, bên nhà em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng thì em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Đấy, thì nói chung là tiền nào của đấy, hàng rẻ thì chất lượng nó sẽ kém và hàng đắt thì chất lượng sẽ tốt, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh em. Và những anh em là muốn mua những cái mẫu cành sinh viên giá rẻ thì liên hệ trực tiếp với shop qua hai số điện thoại này. Thì rẻ thì bây giờ nhà mình đang phân phối cái mẫu cành chung giá từ 1,4 triệu đến hơn 2 triệu, cành nhập chung đấy, chính gốc chung, và mình nhập mà không qua một cái đại lý nào cả, không qua nhà phân phối nào cả, nhập chính gốc luôn cho anh em. Và thứ hai nữa là cái chế độ bảo hành của mình, bên nhà mình là lỗi một đổi một, bảo hành cho anh em 30 đến 50 ký kẹo, cứ bảo hành ký kẹo cho dễ. Và anh em mua kẹo bên nhà, mua cành bên nhà mình thì lưu ý mua kẹo bên nhà mình để đạt cái đạt được cái mức độ bắn xa, độ trụ cao anh em nhé. Thì trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em cái cành phôi, cành nhập chung chính gốc đấy, giá 1,4 triệu cho anh em, 1,4 triệu một cái cành từ 10 inch đến 24 inch. Thì chính gốc thì bây giờ hàng chung này bây giờ đang có dòng 8 khương và 10 khương, mình bao luôn cho anh em tầm 120m bắn quay đầu đấy, nếu mà anh em mà căn chỉnh kém tầm 120m, còn nếu mà anh em căn chỉnh tốt bắn sờ lung là 150m là chuyện bình thường. Thì cái giá này giá bình dân, giá sinh viên, ai cũng sử dụng được đấy, ai cũng có thể mua được, ai cũng sở hữu được đó. Thì mình nói luôn là chơi được cả ba loại kẹo lấm, sờ lung và motor đấy. Bây giờ ba loại kẹo đặc điểm đặc trị là như thế. Thì cái này mình nói luôn trong anh em là cái này lỗ một đổi một đấy, anh em nhìn khương này sáng như ruột phích đấy, anh em nhìn nhá, sáng như ruột phích đấy, không có một cái đặc điểm lỗi nhỏ nào. Nếu anh em nhận về mà có lỗi gì thì bên nhà em sẽ đổi trả luôn cho anh em, nên anh em yên tâm. Do cái mặt hàng này là mặt hàng cấm đấy, nên cái này không kiểm 100% anh em nhé. Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em hàng FX. Hàng FX nhà mình đây lắp cho quy 2 lỗ, quy 3 lỗ, quy tactical, quy super X đều được đấy. Dòng này thì là lỗ hơi kép lên cho anh em, nên anh em chơi cực kỳ ok. Tiếp mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em là đây khương tuyến, cam kết cho anh em là khương tuyến đẹp, sáng, bóng đấy. Chơi thì anh em chơi xong anh em mới cảm nhận được. Còn cái chi tiết anh em mua hàng cứ liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Cảm ơn anh em xem video. Xin chào anh em, gặp lại.